Em chào cả nhà nhé. Hiện tại đang là phiên trưa của ngày mùng 1 tháng 8 năm 2020. Trưa nay thì em xin phép lên chia sẻ với các bác một số những cái giò hoa lan thuần cho hoa vào dịp Tết nhé. Cái số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà mọi người nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng ở nhà em thì đều không bao ship nhé. Phí ship đồng giá là 40.000 một đơn hàng ạ. Sau đây thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng cái sản phẩm một nhé. Hôm nay em về được ít cái trầm rồng đỏ một thân và hai thân nhé. Đó, cái hàng này thì em vẫn giữ nguyên cái giá cũ 250.000 một chậu một thân. Chậu 2 thân là 450.000, nghĩa là mọi người mua chậu 2 thân cực kỳ lợi luôn. Rẻ được hẳn 50.000 một chậu nhá. Đặc biệt là cái lô hàng lần này này, mọi người nhìn thấy gì không? Mầm gốc nó lên rất là nhiều nhá. Đây. Trầm rồng đỏ hoa Tết nha các bác nhá. Cái dòng này nó rất là sai hoa, thơm và bền. Đây mặt hoa của nó này. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Hoa gần như là phun từ gốc đến ngọn này. Cái dòng này của nhà em nó là cái dòng thân thủ lá mít nhá. Đây. Đây này các bác mua nhìn này. Đó, mọi người mua những cái chậu này rất là lợi luôn. Mầm gốc nhá. Đây này. 100% cái chậu nào nó cũng đang lên hết mầm gốc rồi. Một thân là em bán là 250.000, chậu hai thân là 450.000 nhá. Đặc biệt có những cái chậu nó đang lên những cái thân mà nó từ 20 cm đổ lên đấy ạ. Đây ví dụ như cái chậu này nhá. Thì đối với những cái thân mà nó từ 20 cm đổ lên này này thì là em tính tiền là 100.000 nhá. Em tính tiền là 100.000 một thân này, cứ từ 20 cm đổ lên. Đây ví dụ như cái chậu này nó là một thân to và một cái thân nó trồi lên này. Và trên 20 cm rồi thì cái chậu này nó có giá là 350.000 nhá. Kèm theo này, hai cái mầm gốc đang lên này. Ba cái mầm gốc đang lên luôn ạ. Đây này, mầm gốc bên này này. Cái hàng này nó là cái hàng ươm ki, hàng thuần năm thứ 3 cho nên là mọi người chăm sóc nó cực kỳ đơn giản. Về mọi người sang chậu. Sang chậu thì ngoài cái việc chăm sóc hàng ngày ạ, ngoài cái việc tưới nước thì khoảng 2-3 tháng một lần mọi người rắc cho em một ít cái phân vào đây. Phân tan chậm cũng được mà phân thông minh cũng được nhá. Hoặc đây này. Cho cái túi phân như thế này vào cũng được nhá. 2-3 tháng mọi người thay cho em một lần. Hàng này vẫn đang tiếp tục đi ngọn nhá. Đối với cái dòng thân thòng này khi mà mọi người chăm sóc tốt đấy ạ, thì cái chiều cao tối đa, chiều dài tối đa nó sẽ đạt khoảng tầm 1m đến 1m2 nhá. Hiện tại cây nó đang ở nhà em thì nó đạt khoảng tầm 50 cm rồi ạ. Đây. Khoảng tầm 50 cm rồi nhá cả nhà nhá. Và hàng vẫn đang tiếp tục đi ngọn này. Hàng cực kỳ là đẹp luôn. Chuẩn đẹp nhá các bác nhá. Đợt này em về số lượng cũng không nhiều đâu ạ. Đợt này em về được khoảng tầm 30 thân thôi. Em lên cái hàng trâu ôm gỗ này. Hàng bảng nhá các bác nhá. Cái dòng này nó là cái dòng hoa Tết. Hàng thuần bước sang năm thứ tư. Hôm nay em về được có một thùng thôi chứ không về nhiều nhá. Nhưng mà hàng nó không được xuất sắc ạ. Cho nên là em sẽ bán sập xá cho mọi người. Sập sàn luôn nhá. 150.000 một bảng 2 cây. Cái hàng này về thì mọi người treo lên thôi. Treo lên cũng được hoặc là mọi người để nguyên này mọi người ốp vào lũa nhá. Mọi người tuyệt đối đừng bóc cái này ra. Bóc ra là nó đứt dễ mọi người thuần lại từ đầu. Rất là mất thời gian nhá. Hoặc là các bác xoa trang chậu cũng được. Châu Thái hoa sổ số này. Một bảng 2 cây này. Trung bình một cây nó cứ dao động khoảng tầm 2 cặp lá. Rưỡi đến 3 cặp lá một cây cả nhà mình nhá. Cây cực kỳ là khỏe luôn. Rất là cứng cáp khỏe này. Các bác nhìn này. Đây em zoom kỹ cho mọi người xem này. Rễ này. Đầu rễ nó ra xanh mướt luôn nhá. Đây này. Hàng này thì đảm bảo với mọi người là 100% nó sẽ cho hoa. Thời gian ra hoa cứ dao động từ tháng 11 đến tháng 2, tháng 3 âm lịch nhá cả nhà nhá. Không là nhiều người kêu là sao cây nó bé này thì làm sao nó ra được hoa. Em đảm bảo với mọi người chắc chắn 100% luôn này. Đây, rễ này, mọi người nhìn cái đầu rễ này. Rồi, da xanh mướt luôn nhá, châu Thái nhiều màu. Đây này, cái cuống hoa cũ này. Cuống hoa cũ này nhá. Bán quá rẻ luôn này. Cái hàng này mà vào cái đợt Tết ấy, gần Tết là em sẽ bán
190.000 một bảng nhá. Nhưng mà hôm nay em bán cho mọi người là 150.000 một bảng. Hàng hơi lỗ một chút thôi ạ. Đây hàng thực tế luôn, quay luôn cho mọi người xem nhá. Cái lỗ này là do vận chuyển, mọi người nhìn cái vết lỗ nó đã cũ rồi. Nó đã khô hết miệng rồi nhá, nên là yên tâm nó không lan ra được đâu ạ. Đây này, nhìn cái rễ của nó thích chưa? Nó bám đầy cái cục gỗ này rồi nhá. Rễ non nó ra này, nó mọc lên tua tủa luôn, chứng tỏ là cây nó rất là khỏe nhá cả nhà nhá. Địa lan hương cát cát nhà em lại về bổ sung thêm hàng nhá các nhá. Giá không đổi, 150.000 một chậu. Chưa có phí ship ạ, hàng 100% đang có nụ nhá các bác nhá. Mặt hoa thực tế đây. Đây, cái dòng này nó là một cái dòng lan biểu tượng cho sự giàu sang phú quý này. Hoa có sắc màu vàng nhá cả nhà nhá. Cái dòng này thì bông nó rất là to luôn. Có hương thơm ngọt, hương thơm dễ chịu nhá. Hàng đang có nụ này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Hàng này thì nó cho hoa quanh năm. Đối với cái dòng địa lan cát cát này cho hoa quanh năm. Thời gian hoa của nó tương đối bền, dao động từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nhá. Thời tiết nắng nóng mùa hè như này thì mọi người chơi được khoảng tầm 1 tháng. Còn vào cái dịp Tết Nguyên Đán ấy ạ, thì các bác phải chơi được một tầm 1 tháng rưỡi nhá. Đây hết cái vụ hoa hè này thì mọi người cắt sát gốc cho em. Cắt sát cái phần cuống hoa này cho em. Đấy, để đến Tết nó ra là vừa nhá. Đây hàng 100% đang có nụ này. Tầm này mọi người mua giá rất là rẻ, em phải nói rất là rẻ và hợp lý nhá. Đợi đến Tết đi ạ. Đến gần Tết mọi người mua một cái chậu này không có giá dưới 400.000 nhá. Vì là trên thị trường vào dịp Tết người ta sẽ ghép khoảng tầm 3 chậu như thế này. 3 chậu như thế này này. Nó sẽ có giá khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu 2 ạ. Đây. Đó. Chỉ cần 3 chậu như này trên thị trường vào dịp Tết Nguyên Đán nhá, người ta sẽ bán với giá dao động từ 1 triệu đến 1 triệu 2. Hiện tại mọi người mua 3 chậu như này có 450.000 thôi, quá là rẻ luôn này. Giá bằng 1/3 nhá, 1/3 đấy ạ. Mà cái này, cái dòng này nó cực kỳ là dễ chăm nhá. Rất là dễ chăm luôn. Về bây giờ mọi người mua hàng về thì mọi người sang chậu cho em. Sang chậu này, đối với cái thời tiết nắng nóng như thế này thì một ngày mọi người tưới cho em 2 lần. Nhớ là cái dòng này mọi người phun đẫm ở phần gốc cho em nhé. Phun đẫm ở phần gốc này. Một tuần cho em B1 một lần là nó đầy đủ dưỡng chất rồi ạ. Và mọi người rắc cho em một ít phân tan chậm hoặc là phân thông minh vào phần gốc này nhé. Một ít thôi ạ. Khoảng tầm 2-3 tháng một lần thì mọi người rắc cho em một ít vào. Nó cực kỳ là dễ chăm, dễ chơi nhé các bác nhé. Thạch hộc tía nhé các bác nhé. Một cái dòng lan được mệnh danh là thần dược đây. Ngoài cái giá trị chơi hoa ra thì bên cạnh đó nó còn là một cái bài thuốc. Nó rất là hữu ích nhá. Mặt hoa của thạch hộc tía này. Thạch hộc tía em đang bán lẻ là 100.000 một chậu. Và em ship từ 2 chậu đổ lên nhá các bác nhá. Đây. Cái chậu này của nhà em trung bình một chậu nó sẽ có khoảng tầm trên 10 ngọn nhá. Trên 10 ngọn này. Đây này, thân này. Tía đậm luôn nhá. Xanh non mơn mởn luôn này. 100% là thân hoa nhá. Cái dòng này nó cho hoa vào mùa thu. Và hoa của nó có cái vị ngọt đậm nhá. Có vị ngọt đậm này. Đây mặt hoa zoom kỹ cho mọi người nhá. Cái này nó đặc biệt ở một chỗ là hoa của nó vào buổi sáng ấy ạ. Thì cái mùi hoa của nó rất là rõ nét nhá. Nhưng mà càng về chiều đổ về tối gần như là nó không có hương thơm. Rất là đẹp luôn này. Màu sắc rất là bắt mắt nhá. Hoa này thì nó nở thành chùm. Cái thạch hồng tiến này, cái thạch hồng tiến này của nhà em nhá. Nó là cái loại cây ưa nơi thoáng mát nhá. Có nghĩa là mọi người tránh ánh nắng trực tiếp giúp em. Tránh ánh nắng trực tiếp giúp em nhá. Cái này về mọi người có thể sang chậu để bàn trà cũng được này. Bàn làm việc cũng được. Hoặc là mọi người treo ở ban công cũng được nhá. Đó, thạch hộc tía này. Một bài thuốc cực kỳ là tốt cho xương cốt nhá. Hoặc là ở dân gian người ta còn dùng cái thạch hồng tía này để thạch hộc tía này để chữa ho nha các bác nhá. Ngậm chữa ho đấy ạ. Cực kỳ đẹp luôn này.